và các bạn đang cùng đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao ngày hôm nay, và vẫn là Minh Xù đây. Như đã hứa thì Minh Xù sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tất cả các bạn khán giả trong chương trình này. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 17:50 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện, và ngày hôm nay chúng ta một lần nữa gặp lại nhau và khám phá xem khẩu vị của ngôi sao, khách mời của chúng tôi là như thế nào. Và ngay bây giờ hãy cùng nhau gặp gỡ khách mời là một chàng trai phải nói rằng là rất là điển trai. Thu Minh Xù có chiều cao thì cũng có một sự giới hạn nhất định thôi, cũng không cao lắm, đặc biệt là rất là nhiều những cái tài năng khác nữa. Và bên cạnh đó, tài mà anh ấy đang làm mưa làm gió hiện nay đó chính là tài thả thính. Và để xem ngày hôm nay anh ấy sẽ thả thính như thế nào trong Khẩu Vị Ngôi Sao, xin được giới thiệu siêu mẫu Quang Đại. Em ơi, thôi mình đứng cạnh nhau thôi. Ok, Đại ơi, em chào mọi người đi em. Lời đầu tiên thì chắc cho Quang Đại xin gửi lời chào đến Minh Xù và quý vị khán giả đang xem đài ngày hôm nay. Và hy vọng ngày hôm nay thì mọi người sẽ có một thời gian vui vẻ, giải trí, hấp dẫn. Đến với chương trình thì cảm xúc của em như thế nào? Em có phải là một người sành ăn hay không? Thật sự em tự nhận bản thân mình là một người rất là ham ăn, rất là sành ăn. Tất cả món ngon em nghĩ là, nếu mà so sánh giữa việc shopping với lại việc ăn uống thì em rất là tiếc tiền trong việc shopping, nhưng mà em không bao giờ tiếc tiền cho việc ăn uống hết. Hôm nay anh rảnh nè, tối nay có thể mời anh đi ăn không? Không, hôm nay em bận rồi. Trước khi đến với những cái món ăn mà được nấu đến từ các bạn người chơi, em sẽ được thưởng thức, thì em sẽ thả thính nhẹ một câu để cho các bạn nấu ăn thiệt là ngon cho mình ngày hôm nay được không? Chết rồi. Em là không biết làm những điều đó đâu. Thôi đi, dạo này trên Instagram cứ. Em à, anh nghe nói bây giờ làm đám cưới rẻ lắm, hay là mình làm đám cưới đi em. Anh sẽ bao em hết, em chỉ cần có mặt ngày hôm đó là được. Nhớ đúng giờ nha. Em à, đang làm gì đó? Anh chuẩn bị đi làm về đây. Ngày hôm nay của anh rất dài. Anh cứ nghĩ làm việc chăm chỉ và bận rộn sẽ không nhớ về em, nhưng mà thật ra lúc nào anh cũng bận để nhớ em cả. Thì nói chung là em à đi, hôm nay có hai em lần đó. Vậy em à, em biết đấy. Hay, con đường ngắn nhất để dẫn tới trái tim là ẩm thực và bao tử. Thì nhân tiện anh cũng đang ế, nên nếu được mình tìm cách đến với nhau em nhé. Trời ơi, nghe cái câu này xong tan chảy, nấu không nổi luôn. Em tự nói em còn thấy tan chảy nữa mà. Vậy đó hả? Vậy thì không biết là hả, mỗi lần mà em quay trên taxi khi em đi về nhà thì bác Tài là người chịu đựng chứ không phải ai hết trơn. Em nghĩ là bác Tài cố tình đi chậm hơn nữa. Xong rồi bác Tài không bao giờ mà kiểu là quay lại hả? Ủa em nói chuyện với ai vậy? Tại vì bình thường á, mọi người có thể thấy là một ngày lịch làm việc của em rất là dài. Những cái vấn đề đó em quay giống như là chỉ để giải trí thôi. Thật sự là vậy. Nên là em toàn quay là, một là em đang đợi quay, set quay, hoặc là hai là em trên taxi thôi. Mà chút lúc nào cũng trên taxi thôi, tại vì trên taxi mới rảnh. Thật sự phải cảm ơn những bác Tài đã chịu đựng cái sự thả thính của em. Tất cả chỉ là người biện thôi mọi người. Ngày hôm nay mới đúng thật sự là anh ấy có thả thính với các cô gái là những fan hâm mộ của mình được mời đến với chương trình này hay không. Hãy cùng đến với phần thứ nhất của chương trình được mang tên Khám Phá Khẩu Vị Ngôi Sao. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi đã quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao rồi đây. Và ngay bây giờ sẽ là một khoảng thời gian vô cùng giá trị và hấp dẫn. Chúng ta sẽ khám phá tủ lạnh đúng theo sở thích của Quang Đại là như thế nào. Xin mời quý vị nha, cùng theo chân Minh Sùng Quang Đại nha. Đi theo em. Đi. Em đi trước đi. Đi. Thật anh, sự anh ra thì anh cũng muốn đi với em lắm. Để anh leo lên vậy té chết. Quá có thể đáng. Rồi. Trời ơi. Đi. Đại ơi, đi thôi. Yeah. Đây là cái tủ lạnh. Dạ, em cũng biết mà. Anh giới thiệu thôi. Dạ. Đây cái tủ lạnh nó đa di năng, cái là có ba cái cửa lận. Em muốn mở cửa nào? Dù gì cũng mở hết thì đứng bên nha. Rồi xin mời, 1, 2, 3. Ta-da. Rồi trong cái tủ lạnh này thì có rất là nhiều loại thực phẩm của Đại, đúng chưa? Dạ. Thích nhất là loại nào? Nghĩ một cái này, trong vòng 15 giây nhớ hết cái món. 1, 2, 3, 4. Phải nhớ, 5, nhớ hết 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đóng lạnh lại. Rồi, xem đây. Đố em trong tủ lạnh có bao nhiêu loại thực phẩm? Kể nè. Có thịt, có cá, có tôm, có
phô mai có trứng, có thêm hành, có thêm đồ nấu canh, cà chua, nấm, các loại rau, cà chua, đậu hũ nữa, nữa chính xác, cải, mỡ. Mỡ là dành cho anh, mỡ tươi để mình thắng ra thôi chứ không phải dành cho anh. Vậy thì cho anh hỏi nhỏ, trong tất cả các loại thực phẩm đó thì em đặc biệt thích ăn món ăn được chế biến bởi loại thực phẩm nào? Em thích ăn hết, anh biết slogan của em rồi mà, cứ ăn đại đi. Cứ ăn đại đi chứ không phải là cứ ăn qua ăn đại đi đúng không? Cứ ăn đại đi là món nào cũng ăn đúng không? Nếu ngon. Đại ngon không? Ngon vừa phải. À vừa phải hả? Cũng không có mỡ lắm ha. Dạ. Em thì bình thường là em ăn uống rất là healthy. Em không ăn mỡ, em không ăn kiểu đồ quá cay, quá mặn. Nên là nó nhạt giống như tính cách của em luôn. Không, em không có nhạt. Kiểu để cho không... mỗi lần mà nó mặn thì mình có giá trị đó đúng không? Đúng rồi, mặn quá. Hoạt động nhiều nhất của em ở thời điểm hiện tại đó là gì? Là đi chơi, là đi du lịch. Mà em đi thì nói chung là bình thường em đi em cũng rất là tiết kiệm. Và em thì là một người rất là ham chơi. Nên là mỗi ngày mà em thức dậy là em đi từ sáng sớm cho tới chiều tối em mới về. À dạ. Ngày em đi bộ có mấy chục ngàn bước luôn. Vậy luôn. Thật sự. Vậy thì trong ngày hôm nay với khẩu vị ngôi sao em dự định là sẽ đi bao nhiêu ngàn bước? Em đi mấy bước đến trái tim của mọi người. Trời ơi. Vậy mà nó là không thả thính đó quý vị. Ok. Ngày hôm nay với cái câu nói này thôi là tôi phải cho Đại gặp gỡ những nhân vật. Dạ. Được gặp quan đại, gặp thần tượng của mình. Và ngay bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo mang tên Gặp gỡ thần tượng. Minh Xu. Quan đại. Em ơi, em thả cái nốt đó nó trầm quá. Bây giờ em làm lại cho nó thanh lên. Em cũng có một nốt à. Vậy thôi anh sẽ làm cho em. Ok. Minh Xu. Quan đại. Xin chào mừng tất cả quý vị đang cùng quay trở lại với khẩu vị ngôi sao. Em à, hôm nay em có khỏe không? Hôm nay em có khỏe không? Không. Hả? Anh đâu có hỏi em, anh hỏi các bạn khán giả. Nói giỡn thế thôi, chứ với phong cách của Quang Đại thì rất là điềm đạm, rất là nhẹ nhàng. Và hy vọng rằng ngày hôm nay em sẽ cảm thấy hào hứng hơn khi được ăn món ăn của fans hâm mộ mình nấu cho mình. Dạ. Nha. Dạ. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ hai bạn người chơi rất là dễ thương. Đó chính là bạn Trần Như và Quỳnh Như. Wow. Hai cô gái rất là cá tính. Quỳnh Như ơi, sao em lại có lấy cái tay che mặt? Em đang hạnh phúc hả em? Dạ anh biết rồi còn hỏi. Mời hai em về vị trí của mình nha. Và mời Quang Đại về đây. Đứng gần quá mất công hai bạn xỉu. Rồi. Bây giờ là mình nói gì với nhau đi. Mọi nhà gái nói trước đi ạ. Dạ em tên là Quỳnh Như. Em là một người rất là hâm mộ anh Đại ạ. Em hâm mộ tới mức nào? Anh có biết biển Thái Bình Dương không? Lòng em cỡ đó đó. Trời ơi. Hay da có đầu tư nha. Em có hay theo dõi Instagram của anh Đại không? Chỉ lúc nào em rảnh á, em mở ra thì Instagram anh Đại là cái tài khoản em vào đầu tiên anh ạ. Còn anh Đại mà có nhúc nhích một cái gì đó là em phát hiện ra liền. Vậy bây giờ em thả thính anh Đại một câu đi. Anh à, khoảng cách từ đây qua trái tim anh bao nhiêu bước vậy để em bước? Em muốn bước bấy nhiêu bước, anh sẽ bước vì em bấy nhiêu bước. Một bước, anh sẽ bước 999 bước còn lại. Trời ơi, thả thính người ta mà bị người ta thả thính lại nữa. Sao, tan chảy chưa? Dạ thôi, được rồi, qua người khác đi anh. Qua người khác hả? Chỉ có hai người thôi em ha. Xin mời Trần Như. Dạ, chào anh, em là Trần Như. Em rất thích anh vì kiến thức của anh có. Cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ sẽ là thời gian dành cho hai bạn nữ và Quang Đại của chúng ta sẽ đặt ra những cái câu hỏi để Quang Đại trả lời. Để mình có thêm nhiều thông tin hơn nữa đến từ anh Quang Đại và các bạn sẽ có một cái món ăn hấp dẫn hơn. Rồi, chúng ta chỉ có 90 giây thôi. 90 giây, bắt đầu. Anh có thích ăn chua không? Vẫn ăn được nhưng không thích lắm. Anh có thích ăn ngọt không? Sao anh nói chuyện ngọt với vậy? Anh không. Anh cũng ăn được nhưng anh không thích lắm. Anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Vừa phải, cũng không quá nhiều. Anh có thích mẫu người con gái mẫm mỉm như em không? Anh trả lời cho đàng hoàng nha. Anh trả lời cho đàng hoàng nha. Chỉ cần thích anh sẽ thích lại. Anh cao quá vậy rồi khi mà anh hôn bạn gái thì như thế nào? Muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do. Anh thích món ăn ngon hay là cái trình bày đẹp? Anh thích ngon trước, nhưng trình bày đẹp thì cũng tốt. Bắt mắt. Và thơm nữa thì tốt hơn. Anh có thích ăn cay không? Ăn cay hung dữ với lại hay ghen lắm. Anh có hay ghen không? Tùy trường hợp. Hết thời gian rồi. Giờ em tặng thơ cho hai bạn luôn được. Được chứ ạ, trời còn gì bằng. Cho một câu thơ. Đó là món quà tinh thần. Ok, xin chào hai bạn tinh như. Cứ mê Quang Đại chẳng hư xíu nào. Chẳng hư xíu nào.
Nhưng mà Minh Xù nghĩ rằng là để gắn kết nhiều với nhau hơn nữa thì mình phải có một trò chơi. Và ngay bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi ngay bây giờ, đó chính là đoán tên thực phẩm. Xin mời. Chúng ta đã có mặt tại một trò chơi rất là dễ thương dành cho Quang Đại là khách mời ngày hôm nay cùng với hai bạn fan hâm mộ. Và luật chơi tại vòng này như sau: Quang Đại sẽ nhìn vào hình ảnh ở đằng sau cái TV kia. Sau khi Quang Đại dùng lời nói của mình diễn tả cái từ khóa là những thực phẩm ở trên cái TV đó, các bạn sẽ phải trả lời thật là nhanh theo sự gợi ý của anh Đại. Nếu như bạn nào có cái câu trả lời nhiều hơn thì các bạn là người chiến thắng. Và bây giờ 90 giây dành cho trò chơi đoán tên thực phẩm bắt đầu. À, này là một loại rau, có một cái bộ phim truyền hình liên kết với Hàn Quốc. Gai. Phải đúng từng từ mới được. Hai chữ thôi. Ngồi gai. Chính xác, hai bạn đều trả lời nhanh như nhau. Cầu vồng có đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm. Tím. Một loại ăn với ăn cà tím. Giống như vậy nhưng mà không phải. Củ vậy nè, củ nhỏ vậy nè. Hành tím. Rồi, chính xác. Chính xác. Thịt thịt ăn phở. Bò. Rồi, này. Bắp bò. Chính xác. Cơm nấu bằng gì? Gạo. Rồi thêm một chữ thường thường người ta hay nói. Gạo nếp. Nấu sôi. Chính xác. Đúng rồi. Động vật. Bốn chân. Lợn. Heo. Sống không ở dưới biển, ở trong có nhiều tay. Đúng chưa? Phải là ba từ. Con heo rừng. Chưa chính xác. Thịt heo rừng. Chính xác. Cái này hay ăn sâm bổ lượng, một trái màu vàng ở ngoài. Nhãn nhục. Đúng chính rồi. Xác. Một cái này ngọt ngào nhưng mà không phải màu trắng. Anh Đại. Không phải ngọt. Thẩm thức mà. Không phải là muối, là gì? Đường. Rồi, không phải màu trắng. Đường phèn. Không, chưa chính xác. Màu. Đường đen. Chưa chính xác. Thêm nữa. Không phải màu trắng hay là màu gì? Đường nâu. Đúng chính rồi. Xác. Hết giờ. Vậy là chúng ta đã hết 90 giây. Và với sự tổng kết của ban tổ chức, có một bạn chiến thắng mang tên là Như. Bạn Như nào đây? Đó chính là Quỳnh Như. Chúc mừng. Và ngay bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo rất là hấp dẫn, đó chính là chinh phục khẩu vị ngôi sao. Em rất thích anh Đại ở cái chỗ là cái sự thông minh và cái mức độ hiểu biết của anh, và luôn luôn cố gắng, không bao giờ dậm chân tại chỗ. Hôm nay khi mà đến tham gia chương trình á, thì anh Đại thực sự là một người rất là kiểu ấm áp luôn ấy, rất là dễ thương và quan tâm tới cả fan của mình nữa. Mặc dù là nhìn anh ấy có vẻ ít nói và theo anh ấy tự nhận xét là anh ấy hơi nhạt, nhưng mà thiệt ra anh ấy rất là giàu tình cảm và luôn quan tâm tới fan của mình. Trong chương trình Khẩu vị ngôi sao hôm nay thì em sẽ nấu món đậu hũ sốt cà chua cay. Nguyên liệu chính của món này chính là cà chua, và nó rất là tốt cho sức khỏe, tại vì em biết anh Đại rất là người rất là coi trọng sức khỏe của mình. Em có biết đến anh Đại là một người rất là kỹ tính trong việc ăn uống, thì anh Đại không ăn những món mà quá nhiều gia vị, cho nên hôm nay em chọn một món nghe đến thì tuy là hơi nhiều công đoạn nhưng thật ra là rất là đơn giản, đó chính là món cà ri chay. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem cái món ăn mà hai cô gái này muốn chuẩn bị ngày hôm nay là món gì nha. Xin mời Quang Đại. Chào em, hôm nay em định nấu gì? Dạ, em nấu món cà ri chay Thái Lan anh. Đồ của em đầy đủ chưa? Em thiếu nước cốt dừa anh. Ok, thiếu nước cốt dừa. Dạ rồi. Chỉ vậy thôi đúng không? Em qua đây đi. Không, em sẽ quan tâm hết mà. Bạn bên này rất là cần em bên này rồi. Cần như. Vậy bây giờ là có thể nó tình thế nó căng thẳng rồi, bây giờ em còn thiếu gì không? Dạ, em còn thiếu nguyên liệu chính luôn anh. Chính luôn hả? Dạ. Là gì vậy? Em làm đậu hũ sốt cà chua. Mà giờ em chỉ có đậu hũ ớt thôi, không có cà chua. Đúng rồi. Vậy nếu mà lỡ không xin được cà chua là em làm đậu hũ sốt ớt cho anh ăn á hả? Dạ. Ớt chứ với ngò gai. Giờ em phải làm sao đây? Quang Đại chỉ vượt qua thử thách để nhận được một món đồ mà thôi, dành cho bạn Quỳnh Như bên này. Nhưng còn Trần Như thì không được. Dạ. Vậy thì làm sao? Trần Như có muốn... Dạ, em muốn năn nỉ. Năn nỉ thì sao nè? Dạ Như ơi, cho chị xin một trái cà. Nhưng mà em thương thì em cho nửa ký cũng được. Em muốn anh Đại nói. Anh Đại nói giùm em đi anh Đại. Em ơi cho đi.
Ok, ok. Trời ơi, trả lời liền luôn á. Ok, ok liền. Okay, okay. Ok. Rồi, theo như cái sự thỏa thuận rất là ngọt ngào nhưng đầy ánh mắt liếc lườm của bạn Quỳnh Như bên này, thì bạn Trần Như đã được tiếp nhận là chia đôi cái quyền trợ giúp của bạn Quỳnh Như. Vậy thì bây giờ mới là trọng trách của em. Em sẽ qua bên tiệm tạp hóa bên tay phải này nè. Tiệm tạp hóa đó đó em, hồi xưa là của anh Ba Mưa Nắng đó, mà ảnh khó, dễ sợ khó luôn. Dạ. Giờ ảnh đi chơi du lịch xa xôi. Dạ. Vợ ảnh ở nhà đó em. Dạ, vợ ảnh cũng đẹp không kém, sang không kém, nhưng khó cũng không kém mà nha. Xin mời em đi gặp chị Ba Mưa Nắng. Sợ lành ít dữ nhiều. Đang đi trên đường đi, ghé quán em mua gia vị nấu ăn, mua đi ăn. Dù yes. trời mưa em vẫn đưa anh về. Dạ chào cô. Dạ chào cô. Trời đã coi kêu, kêu cô có tụt mút liền vậy đó. Chào chị đẹp. Trời ơi muốn xỉu. Nè. Dạ. Muốn cần lấy món gì? Dạ em cần lấy nước cốt dừa với lại cà chua. Trời ơi, cái cửa hàng này nè, ông Ba Mưa Nắng không đi rồi, ông nhường lại cho tôi. Dạ. Mà bây giờ, dạ. chị có phải đứng bán đồ gia vị không? Dạ không, hoàn toàn không. Em thấy là thật sự luôn á, chị nên suy nghĩ là cuộc hôn nhân của chị đi. Làm sao một người phụ nữ đẹp giống như chị lại trời đứng ơi. Ở đây một cái tiệm gia vị giống như vậy. Chị phải đứng ở tiệm hột xoàn. Em, cái này là vô sinh đồ, mình vượt qua thử thách chứ mình không có đi phá hoại gia đình người ta. Em cảm thấy không như vậy không trời được. Trời ơi, nịnh để mà xin tô cốt dừa. Dù chị không cho hay chị cho em cũng phải nói thôi. Ai tới đây muốn lấy cái món gì đem cho của chị? Chị không có bán đâu nhưng mà chị phải thử thách. Dạ ok. Thử thách của chị như thế này nè. Dạ. Em cứ thò tay vô đây. Dạ. Em mò, em ngóng. Em cứ lần đi ha. Dạ. Em tìm cái món gì mà em đoán nó đúng. Dạ. Thì chị sẽ cho em tô nước dừa liền. Dạ. Còn cà chua thì sao? Cà chua hả? Cà chua tính sao đi ha. Dạ, đầu okay. tiên là nước dừa cái đã. Thôi vậy làm luôn đi ha. Đứng phía sau. Rồi. Ok. Ghê á. À. Trái bí. Trái bí. Đúng rồi. Tế bào. Sai rồi, bóc cái khác. Anh quá dở để cứu các em rồi. Phen này là phải ăn kiểu. Đây coi 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 mò. Mò cái gì? Cái, cái gì, này cái gì, giống gì? Như là cái củ. Củ hả? Gì? Củ khoai lang. Sai bét. Trời ơi là trời. Không lẽ không à. Cái này. Cái này là trái ớt chuông. Đúng. Rồi. Một cái. Rồi, tô nước dừa này được quyền sở hữu của em. Dạ, em cảm ơn chị. Còn cà chua nha. Thôi thấy đẹp trai. Dạ. Cho nên là khuyến mãi đó. Đừng có mét lại ông xã tôi nha. Mét là không được đâu đó nha. Thôi mình đòi ok. Thôi vậy cho thêm một trái nữa đi. Để cho thôi một trái được, một trái làm đủ chị rồi. Chị không cho nữa, mét ông xã chị đó. Hai trái đủ. Rồi, đó. Cảm ơn chị. Không nhớ là đừng có mét em... nha, mét ông xã. Giúp, giúp không đủ là anh tự mét luôn. Em cảm ơn chị. Ok. Cảm ơn chị. Okay. Chị nhớ nha, ngày mai chị đừng đứng ở đây nữa. Em sẽ gặp chị ở chợ Bến Thành. Sao vậy? Mình bán vàng đi. Trời ơi. Hoặc mình bán giải đi. Đúng không? Thôi bỏ đi. Rồi bye chị. Chào chị. Bye bye. Wow. Không có việc trở gì về. Chiến thắng trở về rồi. Một tô nước cốt dừa rất là sệt, rất là thơm ngon. Ở bên kia thì được hai quả cà chua luôn. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi hai cái món ăn của hai bạn gái, đó chính là Trường Như và Quỳnh Như, để xem hai bạn ấy trổ tài khẩu vị của mình như thế nào và thuyết phục được quan đại hay không. Và chúng ta chỉ có một giải thưởng cao nhất dành cho một bài chiến thắng mà thôi. Các bạn hãy cố gắng lên nhé. Thời gian thì không có nhiều, chúc các bạn sẽ thành công với món ăn của mình lựa chọn ngày hôm nay. Thời gian bắt đầu. Mười, chín, tám, bảy, sôi nổi lên, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, hết không, giờ, hết giờ. Sôi nổi chứ không phải là nhanh. À, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Happy New Year. Hết giờ. Rồi,
Chúc mừng hai bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Xin mời hai món ăn chúng ta ra bàn ăn phía trước ạ. Nấu ăn cho em thôi đâu, phải là giống như là kiểu MasterChef rồi áp lực rồi xong rồi đếm giây. Xong rồi hết giây xong mọi người phải giơ tay lên. Đúng rồi, vậy nó mới hấp dẫn. Em thì rất là sợ những cuộc thi căng thẳng. Dạ. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Hai bạn muốn nói gì với Đại trước khi về ghế của mình không ạ? Dạ, em nấu cái này là từ tấm lòng của em. Nhưng mà nếu mà khó ăn thì anh ăn đại đi nha. Ăn đại đi nha. Ăn đại đi nha, giống như hashtag của em. Còn okay. Em? À, em bảo đảm là nó ngon nên là anh cứ ăn đi nha. Đổ ra cho hai bạn. Xin mời hai bạn. Cảm ơn hai bạn rất nhiều đã dành thời gian và cũng như là đã tìm hiểu rất là kỹ về kiểu những món ăn em thích. Hoặc là thật sự luôn em rất thích ăn đậu hũ. Và đặc biệt luôn là em đánh giá cao là hai món này là tại vì mọi người đều biết em là team không hành nên là không một chút hành nào trong này hết. Anh nghĩ là em sẽ nên thử món bánh mì trước. Giống như là mình ăn khai vị trước ha. Rồi cái món cơm thì sẽ no hơn. Ok, đợi thử nha Như. Rồi, thôi để anh múc luôn cho em. Đây là món của Quỳnh Như trước. Anh Đại đang ăn kìa, em có muốn chia sẻ gì không? Thì em biết là anh không thích ăn món ăn dầu mỡ đó. Nên là không rất là mong là cái món này nó sẽ hợp với khẩu vị đúng của anh. Đúng khẩu vị của em luôn á. Thiệt á hả? Ừ. Cho anh thử miếng nha. Có cay không anh? Nó, cái này nó hơi cay hợp nhưng mà cũng ngon. Cá nhân anh thấy thì cái món này cái vị nó cũng rất là nhẹ nhàng vừa phải và nước cốt dừa như em đã lấy cái nguyên vật liệu đó về rồi thì làm cho cái món này béo hơn. Cảm ơn Quỳnh Như. Cảm ơn Như. Còn không biết là Trần Như có muốn chia sẻ gì với cái món này không về cái cách mà bạn thực hiện á? Dạ anh ơi, cái món của em á nó không có cầu kỳ quá, nó chỉ đơn giản. Nói chung nó rất là mộc mạc thôi. Nhưng mà của em thì đã đủ vị chua cay mặn ngọt. Cái gì nó cũng có hết. Thì anh cứ thử xem. Ngon lắm. Em thấy sao? Em cũng thấy ngon nữa. Cái nào vừa ý em nhất? Em vừa ý em hết, em dễ ăn lắm. Không, cái mặn ngọt chua cay á, thì em thích cái vị nào hơn? Bản chất á, là tính của em rất là thích ăn nhạt. Và những cái món đồ ăn mà nó ít dầu, ít mỡ thì cái này nó vừa có protein mà vừa có chất dinh dưỡng rất là nhiều. Mà bạn cũng biết ý của Đại nên là bạn bỏ rất là ít gia vị vừa phải. Mà em qua đây đứng gần hai bạn hơn chia sẻ cảm nhận của mình tí xíu. Thì thật sự thì em thấy ngon hết. Cảm động nữa. Tại vì kiểu mọi người dành thời gian để mọi người tìm hiểu để Đại thích ăn gì, rồi Đại muốn ăn cái gì, rồi vị của Đại ăn như thế nào đó, thì em cảm thấy là thật sự là cảm động. Rất cảm động. Vì kiểu đâu có phải là kiểu ai cũng tìm hiểu về mình kỹ như vậy đâu. Đúng rồi. Nên là thật sự là lời cảm ơn. Đại muốn là dành lời cảm ơn cho hai bạn ngày hôm nay. Cảm ơn bài diễn văn của Đại. Tại vì quá ngon đi anh hiểu. Rất ngon. Vâng. Mà em còn không phải làm gì nữa. Vậy thì ngày hôm nay nhá, tất cả mọi thứ đều đã được trưng bày ở trên sân khấu. Và em cũng đã được thưởng thức rồi. Và cái khẩu vị của em như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với quyết định của Quang Đại. Nếu mà Đại phải chọn thì Đại sẽ chọn món của bạn. Đại sẽ chọn món ăn của bạn Trần Như. Yeah! Em ơi, còn chờ gì nữa? Cảm ơn bạn. Dạ, cảm ơn anh. Đây chính là phần thưởng. Em có muốn sờ cái không? Dạ, đi qua luôn nha. Qua luôn nha. Xin mời quan đại, chúng ta sẽ trao cái bảng này dành cho người chơi chiến thắng ngày hôm nay ở đây. Chúc mừng Như. Đó chính là bạn Trần Như. Nhưng mà em cũng giải thích luôn là tại vì thật sự là món ăn của hai bạn đều ngon hết. Nên là nếu mà được chọn chia đôi giải thưởng thì em vẫn sẽ chia đôi giải thưởng cho hai bạn. Dạ. Còn ngày hôm nay em rất là xuất sắc. Chúc cho em sẽ có được thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Dạ, em cảm ơn anh. Quang Đại thân mến, bạn muốn nói gì trước khi chia tay không ạ? Và thật sự thì chắc ngày hôm nay thì em muốn nói lúc nào cũng phải cảm ơn hết. Tại vì mọi người có thể nói mình khéo quá hoặc là mình thảo mai quá. Nhưng mà tại vì cảm ơn Minh Xù để mình đến đây để cùng hai bạn chơi ngày hôm nay. Tụi mình nấu ăn rồi tụi mình chơi những trò chơi. Và hơn hết là như Đại vừa chia sẻ, Đại cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi Đại và hiểu được tính cách cũng như là khẩu vị của Đại. Điều đó rất là quan trọng. Và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian xem chương trình ngày hôm nay. Dạ, và xin được cảm ơn Quang Đại rất là nhiều vì đã nói thay cho Minh Xù rất là nhiều lời cảm ơn. Và hy vọng rằng mọi người cũng đừng quên đồng hành cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao vào tuần sau, được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Truyền thông Bi thực hiện đến đây xin khép lại. Chào tạm biệt và hẹn lại vào tuần sau.